gió lành lành về khuya nay anh đi rồi, kỷ niệm càng thêm nhớ anh. Ổn không nhỉ? Hơi hơi bé nhưng cũng được. Giờ, ô Văn Kê, đóng cửa lại. Đấy. Con chim bố mẹ nó thấy mình vào nó đang kêu, nó đang sợ đây này. Chim non đây, xuống tổ sớm thế hả? Không ở bên trên cho bố mẹ bón thêm một thời gian nữa ấy, đẹp phết đây này. Mình chào tất cả các bạn. Sáng nay mình có nhìn cao mới nhìn vào trong tổ để xem con trào màu nó bón mồi cho con như thế nào, thì mình không thấy con chim non đâu. Mình ngó ngược ngó xuôi từ ở trên cam xuống thì mình thấy là cái con chim nó nhảy trong tổ rồi. Đây là cái tổ của nó này các bạn này. Đấy, lần này mình bắt chim ra ấy, là mình bắt hơi muộn. Nhưng mà thôi được rồi, cứ để như này đi để cho bố mẹ nó nuôi cho nó khỏe khoắn đi. Mình ra mình nuôi cho nó dễ hơn. Nuôi ra bên ngoài bây giờ thì nó sẽ hơi nhát, nhưng mà mình chỉ cần bón khoảng 2-3 hôm nó thuận ngay mà. À, bây giờ thì mình sẽ bắt hai chú chim non này ra ngoài nhé, để cho bố mẹ nó nghỉ ngơi rồi bố mẹ nó sẽ sinh sản thêm những đôi chim trào màu non tiếp theo. Đây gọi là những lứa trào màu đầu vụ đầu tiên. Đấy, ôi đông không phải là quá nhát đâu, bình thường mà. À đây nó bay tốt ghê rồi đây này. Đấy 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 đấy, nó bay cũng khá tốt rồi. Đây đây đây, kêu gì kêu gì. Đấy đấy đấy, rồi, đóng cửa vào. Trước khi mà bắt chim non ra thì mình đã chuẩn bị cho nó một cái máy úm rồi. Cái máy úm thì mình có lót bên dưới một ít lớp giấy bản này, và bên trên mình làm cho nó hai cái cầu. Hy vọng là chim non nó biết đang đứng rồi. Đây đây đây. Đấy, đứng ở đấy nha. À, đứng tốt rồi. Ê, nó còn bay được rồi cơ mà đúng không? Đây còn nữa này. Cái lúc bé thì nhìn nó hơi hơi lem nem ở phần đầu cánh, nhưng mà lớn lớn lên thì là có vẻ là nó đang muốn hết cái phần lem nem đó. Đôi này của mình khả năng nó là một đôi trào màu bạch. Nó đổi lông xong là nó hết cái nem đấy các bạn. Ừ, cũng hơi tiếc nếu như mà nó được nem đậm ấy, hoặc là nó được sang mơ thì đẹp. Nhưng mà tình trạng này thì là nó vẫn là trào màu bạch thôi các bạn. Đổi lông đi là nó thành trào màu trắng tinh mà. Đấy, đẹp quá. Một đôi chim đầu vụ đấy. Mình sẽ đóng vào để cho nhiệt độ nó tăng lên, cho nó ấm rồi sau tẹo lông mình cho nó ăn sau nhé. Bắt ra như này thì cũng không phải là quá muộn đâu, nó cũng không nhát lắm. Đẹp. Tiếc quá nhưng mà vẫn cứ phải cắt đi thôi. Hai cây tre của mình đang lớn đẹp quá. Mình vừa cho con trào màu ra thì vòng xuống dưới này. Cái chỗ này là mình có một cái chuồng của con chim khiếu. Con khiếu mun này này, mình ghép sinh sản cả năm ngoái nó không đẻ. Thì năm nay mình mới lại vào mình sửa lại cái tổ cho nó. Mình đang vào thì mình có vứt cho nó ít rơm rồi, nhưng mà không thể nào mà chui được vào trong cái chuồng này vì nó vướng hai cây tre ở đây. Thế là mình lại phải cắt nó đi để mà lấy đường chui vào đây này. Bây giờ mình cắt xong rồi, mở cửa mới mở được ra thì mình có đường để chui vào. Bây giờ mình chui vào mình sửa sang cho nó cái tổ, hy vọng năm nay đôi khiếu này của mình nó có thể sinh sản được. Cái lý do chính khiến cho đôi chim khiếu này của mình năm ngoái nó không đẻ là vì nó nhát quá. Nó nhát là cũng do mình thôi. Mình cứ nhặt nhẹm cái con này ghép vào cái con kia ấy, thì kiểu như là nó cũng chưa thân nhau, cho nên là vào đây nó cũng nhát mà nó sợ. Với lại cái chuồng này của mình ngày trước là mình nuôi con chim gì nhỉ, quế lâm ấy, mình để cho nó cái tổ ở đây nhỏ quá. Thì sau con quế lâm nó sổng đi mất thì sau mình mới cho đôi khiếu ra đây, mình chưa sửa lại cho nó cái tổ to hơn. Thì đây, đây là cái tổ to hơn mình đã làm cho nó rồi. Xong rồi đấy, mình sẽ lại đi ra nhé. Ở ngoài này thì nó nhát, nhưng mà nếu nó có đúng cặp của nó thật ấy thì khả năng sinh sản nó sẽ rất cao, bởi vì ngoài này nó của nó yên tĩnh. Đấy, cái rơm thừa mình sẽ để ở đây. Ôi, bây giờ đi ra là cũng là cả một vấn đề này, da nó chặt lắm, vào nó cũng chặt.
nén mãi mới ra được, mà nén mãi mới vào được. Ui, bỏ ra. Ui. Ok. Đấy, tí nữa này phải chặt nốt cái cành này thì phí. Cái cành này là cái cành chính, nó mới ra sau này nó to hơn. Nhưng mà không sao, cái cây tre này mình cắt gốc đi, sau nó còn nến măng nữa mà. Kệ nó đi. Đấy, thế là đã xong cái chuồng khiếu này rồi. Mình lại vén cái này vào cho nó kín. Hai con chim này nó có vẻ hơi nhát. Mình vừa sửa xong cái chuồng khiếu ấy, thì vòng vào đây để sửa lại cái chuồng chim chào mào này. Cái chuồng chim chào mào này là một đôi chim có một bạn ấy gửi mình ấy. Bạn ấy bảo là không có thời gian nuôi nữa thì gửi mình, nếu như năm nay nó đẻ thì cho bạn ấy xin hai con non, còn bố mẹ thì là mình giữ mình nuôi. Đấy, nhưng mà cái tổ này của nó không sinh sản gì cả. Cái tổ này mình lắp cho nó còn giật đi ấy. Hôm nay mình mang thêm một cái tổ nữa vào đây để mà lắp thêm cho nó một cái tổ khác. Chứ chim mà sinh sản ấy thì chúng ta lên là nên làm hai tổ. Hai tổ ở cách xa xa nhau tí để nó còn chọn. Còn có một tổ này là nó không có chọn đâu. À đây, hình như nó cuốn tổ đây rồi các bạn này. Ui, thế này mình không cần phải làm rồi. Đây đây, nó cuốn tổ đây rồi đây này. Đúng rồi. Ui. Đây này, nó cuốn tới gần đẻ rồi. Thế này mình không cần phải làm nữa. À, thế này là có tin vui rồi. Con này nó cuốn tổ ở trong này. À, rồi. Thôi không cần phải làm nữa. Ổn rồi. Thế là đôi chào mào bạch với lại một con ghen bạch này của mình nhỉ. Thế là nó đang cuốn tổ rồi. Tốt quá. Sắp sửa lại có 3 cặp chào mào đẻ rồi đấy các bạn. thôi là mình lại bỏ cái này ra. Mình mà quái lạ, sao lại có cái tổ bên ngoài nó không thèm sờ bao giờ mà nó cứ nghịch cái tổ bên trong suốt. Cái tổ bên trong góc đấy. Trong chỗ cái lá cọ đấy. À, hóa ra nó làm tổ ở đấy rồi. Rồi, ok. Đấy, nếu mà mình biết thì mình cũng không vào đâu. Wow, ngon rồi. Thế nào mình được thêm một tổ nữa. Chắc chỉ mấy hôm nữa là nó đẻ thôi. Bây giờ mình cho nó thêm một tí gì nhỉ? Tí chít chít vào đấy nữa. Cái cây chít ấy, để cho nó cuốn thêm tổ. Mình thấy nó mỏng lắm. Thế là ok rồi. Điện thoại của mình lúc nào cũng vậy. Hơn 10.000 tin nhắn từ người lạ. Cho nên là cái bạn mà tặng mình cái đôi chim chào mào này này, để mình nuôi sinh sản sau này bạn ấy xin hai con trống ấy, thì bây giờ mình bị trôi mất cái tin nhắn của bạn ấy rồi. Nếu như hôm nay bạn ấy có xem được video này của mình thì bạn nhắn cho mình một tin nhé. Để mình báo cho bạn một cái tin vui, rồi sau này nếu như mà nó ra được con ấy thì sau mình sẽ gửi tặng bạn. Chứ không thì bây giờ bình luận của bạn, quên, cái tin nhắn của bạn nó trôi sâu quá. 10.000 tin nhắn mình lần từ lễ đến giờ là nó không có ra. Đấy thì bạn thông cảm hộ mình, vì mọi người nhắn tin cho mình nhiều cho nên là nó bị trôi nhanh quá. Tên của bạn thì mình lại không nhớ. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cửa vào và đi ra. Tốt quá. À đấy, đấy, ngon rồi. Vậy là sau 3 tiếng đồng hồ, mình bắt chim ra, bây giờ mình bón cho nó cũng chịu ăn rồi các bạn này. Đây. Nào, mỗi con chỉ cần được một miếng thôi là sau chiều tối lại cho ăn tiếp. Thì nó vẫn hơi nhát, nhưng mà mai là quen mình ngay, sau lại thả rông được ngay. Có một con là kiểu như nó lớn hơn thì sao nó biết rồi. À đây đây đây. Nào. Rồi, để tẹo nữa mình lại sẽ cho nó ăn tiếp. Cả nó không sao đâu. Nó nhịn được vài tiếng mà. Nó đói thì nó phải ăn ngay. Đấy. Hôm nay thì là mình cho một lô trứng vào ấp rồi các bạn. Cái lô trứng này của mình thì có trứng của con chị xanh. Chị xanh với lại trứng của con gì nhỉ? Con gà colit. Đây. Đấy, những cái quả mà nhỏ nhỏ này này là quả trứng của con chị xanh này. Còn những quả mà tròn tròn vàng vàng giống màu trứng chị ấy là của gà colit hết đấy. Đây. Mình rửa sạch cái máy rồi. Lô trứng vừa rồi mình ấp là ra được cái lấm gà ấy đấy. Gà chín cựa đấy. Thì là sau tiếp tục ấp đến cái lô này. Cũng may là cái lô trứng của con chĩ xanh vừa rồi là nó đẻ đúng lúc con chim này nó chưa thay lông. Nhưng mà bây giờ con trống nó thay lông rồi, cụt hết lông đuôi rồi. Bây giờ mà có đẻ, con mái có đẻ thì là cũng không ấp được. Bởi vì là con trống thay lông như vậy là không thể làm một phủ được ấy. Đây là cái con mái này.
ấp xong và đặt trứng đấy, nếu như mà được con nào thì là nó mới được, còn nếu không được là phải chờ một thời gian rất dài cho con trống này nó thay lông xong thì là nó mới phủ được con mái. Ở đấy để tiện thăm luôn xem là chim yến phụng đợt này sinh sản như nào. Vào mùa chim sinh sản rồi mình nghĩ là yến phụng cũng đẻ mạnh đấy. Từ cái tổ này đi, cái tổ này là cái tổ đầu tiên, hơi khó nhìn đấy. À đây chim non đây. Lúc này yến phụng nó đẻ không có cái mùa nào các bạn nhỉ. Ui nhiều chim non thế nhỉ. Uầy, nhiều chứ. Vừa rồi các bạn nhỏ tới nhà mình chơi mình cũng cho đi khá khá. Nói chung là bây giờ yến phụng mình có tặng bạn nào ấy thì mình cũng không quay video lại đâu. Bởi vì là có bạn thì mình tặng được, có bạn không, cho nên là quay video lại nhiều khi là mình cũng khó xử lắm. Những bạn mà xem mình lâu rồi là có ngỏ ý xin mình mà mình không gửi được ấy, vì các bạn ở xa quá thì mình cũng ngại. Thôi tốt nhất là cứ ai có duyên với mình thì mình tặng. Nhưng mà đợt này thì đến mùa chim sinh sản rồi, mọi người cũng không còn nuôi tới nhà mình nhiều nữa, thì cứ để cho chim nó đẻ nhiều đi. Sau này hết chim sinh sản ấy, thời gian mình nó dài hơn thì lúc đó mình có thể đi gửi được thì mình sẽ gửi tặng các bạn ở xa sau. Đây đang đẻ này. Con chim đấy là con chim non đấy. Con chim non đấy. Kênh của mình thì là kênh chăm sóc động vật, và đặc biệt là mình không buôn bán cái gì, đặc biệt là về chim. Cho nên là các bạn cũng không nên hỏi mua chim của mình nhé. Bởi vì là nhiều quá mình không nuôi hết thì mình tặng thôi. Mình tặng thì mình chỉ tặng những con chim ở dòng này này. Đấy, nó là dòng chim công nghiệp, không phải là chim hoang dã thì mình mới tặng. Còn đặc biệt là chào mào màu ấy, hoặc là những con chim khác, ví dụ khiếu hoặc là chim sáo ấy, thì mình không bao giờ mình tặng ai, hay là mình không bao giờ mình bán. Mình chỉ có nuôi và mình thả đi thôi. Thì một lần nữa cũng thông báo với các bạn ở trên YouTube cũng như là Facebook nhé, để cho các bạn hiểu được rằng là không phải là mình tiếc, mà là mình là mình bảo vệ môi trường, mình cân bằng sinh thái của các loài vật. Thì mình lại đi bán chim hoặc là lại đi tặng chim thì nó không còn gọi là bảo vệ nữa. Mà như thế thì mình trực tiếp là làm mất cái cân bằng sinh thái của chúng nó rồi. Đó. Wow. Thời gian trôi nhanh thật đấy các bạn ạ. Thoáng cái mà hôm nay đã là kỷ niệm 16 năm ngày cưới của mình với lại Mến rồi. Mọi người và các bạn anh chị cứ bảo là thế Quế ơi, thế Mến, mà Quế vẫn nhắc ở trong video thì là gì của Quế. Đấy là chắc các bạn mới theo dõi kênh mình thôi, Mến là vợ của mình. Hôm nay mình cũng không nhớ ra là kỷ niệm 16 năm ngày cưới đâu. Mến nhắc thì mình mới nhớ, và mua bánh này về thì mình cũng hơi bất ngờ này. 16 năm ngày cưới và cái thành quả lớn nhất của mình thì đây. Và bé nhỏ, cả em út nữa. Hôm nay mình xin phép các bạn kết thúc video sớm một tí. Bây giờ thì cũng không còn là sớm nữa, thế nhưng mà video quay về động vật hôm nay mình kết thúc ngắn một chút. Để hôm nay cũng bất ngờ, nếu như Mến báo mình sớm ấy. Nếu mà mình báo mình sớm thì mình sẽ chuẩn bị từ sớm cơ. Nhưng mà giờ bánh về tới nhà Mến mới báo mình mới giật mình, thôi chết rồi, quên cả ngày cưới rồi. Bây giờ thì mình sẽ đưa ba mẹ con, bốn mẹ con nhà Mến lên trên phố ăn cái gì nhá. Còn bây giờ thì cắt bánh đã, cắt bánh cho bố đưa lên phố ăn ăn tối nhá. Rồi, ok. Còn cái vụ sinh nhật của con hôm nọ là bố giải quyết rồi đấy nhá. Rồi, để em. Bây giờ mình chờ Mến cắt bánh rồi mình lên nhà mình tắm, sau đó là mình đưa các bé đi phố. Sau khoảng 30 phút di chuyển thì bây giờ cả gia đình mình đã có mặt ở trên phố rồi. Cái quán mà hôm nay mình chọn chính là một cái quán vỉa hè. Ngồi ở đây thì không khí nó hơi lạnh lạnh ý, thì cảm giác nó sẽ chill chill hơn, và nó có cái gì đó mà nó sương gió một tí, nó sẽ nhiều kỷ niệm hơn đấy các bạn ạ. Gì nhỉ, chốc nữa lấy cho anh ấy thì lấy cái bàn thấp thấp ấy em ạ. Lấy bàn thấp thấp mà có cái đồ nướng ấy thì sao nướng luôn ở đây cho nó hợp lý này. Có ăn đồ nướng không? Đây là cái menu. Con chọn cái gì nè? Bảo cô cái đồ nướng trước đã nhé. Chọn đồ nướng để cô chuẩn bị trước, sau đó là mình gọi đồ uống sau. Nướng nướng hải sản hay là nướng gì? Em ăn hải sản đây, là em ăn thịt lợn, thịt bò à. Thế nào, quyết đi con. Thịt bò à? Chuyển sang thịt bò nhé.
gọi cho nhanh. Ừ, em cứ cho anh nó nướng thịt bò đi. Đây, con bò này đi em. Con bò vip à? Ừ. Trên này thiếu, bỏ mực đi là được. Bạch tuộc có ăn được không? Bạch tuộc ăn được. Đấy. Có bạch tuộc không? Có. Đấy thì bỏ mực đi cho anh. Thì cho anh cái con bò này nhé. Dạ vâng. Có cả bò ở đây đúng không? Vâng. Ờ rồi ok. Đỡ phải gọi nhiều nhỉ. Con uống con uống nước gì? Chào em, nâu quá, cảm ơn em nhé. Đây là cái món gì em? À, bò đúng không? Anh nướng luôn được không? Đấy, con gấp bên đấy nướng đi, sau cho mẹ và cho em nữa. Đây. Chờ mãi mới lại đến cái món đầu tiên ra để nướng các bạn ạ. Cái bàn này thì nó có một cái bếp củi ở giữa này. Ngồi ở đây từ lúc mà cho cái bếp củi vào ấy, nó rất chi là ấm. Hôm nay mình chọn cái combo, ở đây gọi là combo siêu VIP à, là 750.000 các bạn ạ. Thì có bao gồm có bò này, tức là thập cẩm ấy, có bò, rồi là có tôm, có xúc xích như sao ấy, rồi có cả gì nhỉ, có cả bạch tuộc. Em đang ngửi thêm mùi thơm rồi. Ngửi mùi thơm à? Ờ, cái than này nó nóng mà. Có lẽ mình tắt điện đi thì hợp lý hơn, để cho nó có cảm giác của buổi tối. Cho thần lực vào con ạ. Thì em đang ăn gì ấy? Em đang với cái bát đấy. Có lẽ là rất nhiều miếng thịt chín rồi đấy, con gắp dần đi. Đấy con gắp miếng đấy đi. Cái miếng này nó gần gần chín nhưng mà ăn cái tầm này nó mới ngon này các bạn này. Mình gọi là gì nhỉ? Bò tái đúng không? Đây mình sẽ chấm với cái nước này. Cái miếng này là cái miếng hình như là miếng giòn giòn hay sao ấy. Mình mời tất cả các bạn nhé. Đúng là nó rất giòn. Nếu mình không nhầm với cái miếng mình đang ăn đó, nó là cái nầm bò hay sao á. Giòn đúng không? Đây này, Quỳnh hay Ngọc Mai con ăn thử cái miếng này này. 400% đây là miếng lầm. Này. Đây. À, con ăn thử đi. Ngon mà. Đây mình nghĩ cũng là một cái miếng lầm hay sao ấy. Con ăn đi. Dai hay nằm giòn? Dai à? Không phải, thế thì đây mới là lầm này. Miếng này là miếng thịt thôi. Nóng quá. Mình phải đổi đũa liên tục. Một cái đũa lật là đũa khác mà đũa ăn là đũa khác. Con ngồi bên đây có bị khói không? Không. Nó bay qua đó. Bay lên trên xong nó bay qua. Khói rơi lắm. Bắt đầu nó cháy mạnh nhé. Giờ nó có mỡ rồi, nó cháy mạnh nhé. Chín hết rồi này. Còn mấy miếng này cho vào sau sửa chín thôi. Ăn đi nha, ăn đi thì sau bố lại nhúng lần khác. Wow. Bố nào được một miếng nầm nữa không? Em mà đòi. Cho em nhé. Không cho em ăn à, bực mình nhỉ em nhỉ.